cây tạm. Bây giờ nghe cũng dính quá ha, cái hồi đó cây tạm thử. Chị có qua lần lần này chưa? Chị nói chị đi có lần hả? Đi vô cổng ha. Đâu chụp cái điện thoại ra làm liền ha. Lấy được cái mặt cổng. Rồi mình quay cho cả nhà coi nha. Đó đang quay nè. Đó quay luôn đẹp không? Mở cửa không cho khách xuống, cho khách xuống không mà mở chạy vô rồi mở cửa không được ở trong luôn. Xuống xe là gặp ông Di Lạc làm vui vẻ hay không? Còn mất không? Mình đi vô đây ha, là mình đi vô đây trước. Đi vô cổng ra trước. Thank you.
Thật mà y như là tạm quên dòng của người miên.
kỳ